anh Trung anh lên con cá anh em ơi, con cá tra bự lắm. Mùa này mà đi chạy điểm là gặp nước đục nhiều anh em, tại vì nước đục mùa này nước nước đầu nguồn đổ về rồi, giờ đi kiếm là phải kiếm vô những đoạn lục bình nó có kính với đoạn cùng đồ cá nó mới dựa nhiều mọi người, chứ bây giờ mà quýnh mấy con kinh nước chảy là nước đục ngầu lớp ghe lúa mọi người thấy lúa quá trời, là mấy ghe cào lúa chạy là có đoạn kinh là thúi nước luôn. Bên Tân Hưng này thì lúa cắt kính hết rồi. Chung chạy vô cái bờ kinh này thì Chung đã thấy được một khoảng trống mọi người. Khoảng trống này thì nãy giờ ngồi nghiên cứu thì vẫn thấy có cá lộn. Nói chung là bây giờ lục bình đoạn này rất bính, mà đoạn này là đoạn kinh cùng ở trong đoạn kinh mọi người. Nước vẫn vô đục luôn, nhưng mà đỡ đục hơn đầu ngoài mọi người. Thì những khoảng trống như vậy, nó mọi người thấy có những con cá tra nó ngớp. Đó mọi người thấy không? Chung nghĩ là bữa nay là có cá lớn nha nè. Hy vọng là có cá lớn. Rồi. Nãy giờ là Chung ốp nước cám là cho nó thấm rồi, bây giờ là mình cũng dò nè, dò xuống quýnh luôn. Rồi chú chúc mọi người xem rất vui nha. Còn những anh em mà cứ mua mà những mặt hàng này bên Chung, liềm, sào inox, rồi trứng kiến hay là cám, mọi người cứ liên hệ với lô màn hình. Và đặc biệt sào inox, anh em nào mà ưa chơi hàng nặng, hàng dày đặc á, anh em mới liên hệ bên Chung nha. Tại vì nhiều anh em cứ hỏi Chung mà cứ nặng không, bên Chung bán sào inox là dày, nặng, bền cho anh em chơi. Bữa nay là nghĩa là có cá lớn mọi người, chắc có cá lớn á, không biết bự hay nhỏ, nhưng mà tầm hàng ký hàng hai là bữa nay nghi có nha, nghi thôi chứ chưa biết là có hay không, nhưng mà nghi thấy cá lớn lộn nhiều quá. Rồi bây giờ chúng ta cầm dù bính luôn, hy vọng là làm cái con vàng ký vàng hai cho ông đã nè. Từ lúc ra cần là gần một tiếng đồng hồ nha anh em. Chúng tóm tắt hết sức có thể cho anh em biết là mỗi lần mình đi về cái một điểm á, hoặc mình xả một điểm mình để có cá là phần 45 phút đến tiếng, mà thấy nó lộn lớn quá trời, mà do nước đục hay sao nó không ăn mọi người ơi. Chung quằn Chung chờ quá chừng luôn mà không ăn. Chỗ này mắt của Chung là đúng một tiếng đồng hồ đó, rồi bắt đầu Chung mới chịu hết, nói chung chuẩn bị giờ điểm đi. Không phải lúc nào mình thấy cá lộn mà xả cũng ăn đâu mọi người, nhưng mà kỳ sau nước trong lại có thể mình lên quỳnh cá nó ăn. Giờ bắt đầu Chung về qua điểm mới nghe mọi người, chịu hết xiết rồi. Chuyển tiếp mọi người ơi, cứ thấy không ổn là chuyển à. Di chuyển chỗ nào cảm thấy ổn thôi. Còn mà di chuyển riết không ổn nữa thì coi như đội xô. Có tìm, ê đẹp, làm ơn cái fan ơi, làm ơn cái đẹp ơi, thật ra nữa anh em ơi, tình trạng này diễn ra hoài chắc dẫn tới thương vong quá, chết rồi, sao bầy lớn nó mất tiêu mà giờ còn nhỏ không trời, thả nữa quá, tụi mày á, được lắm rồi đó nha. Giặt lục bình luôn. Giặt lục bình mà có dấu hiệu luôn như đây. Hồi đó bụng có phải ăn mấy chú ơi.
gì đó trời. Trời ơi. Thì dạt trong đó không thấy cá tra con ăn chứ ghét chết rồi. Thả luôn rồi, con này nhỏ quá. Quá bé. Chạy tới điểm này thì thấy có cá tra lớn lậu anh em. Mà trước tiên phải dọn cái bụi của mồi dương. Mỗi lần di chuyển vậy là mắc hết cả tiếng và tiếng rưỡi đồng hồ. Mà cá không ăn là chung phải di chuyển liên tục. Hôm nay tới giờ gần trưa nhưng mà di chuyển quá nhiều anh em ơi. Cá hôm nay ăn kỳ lắm, chắc là do con nó đục về á. Bữa nay chắc bị hành dữ. Dọn lỗ này quấn nó không im nữa là chắc có lẽ là phải nghỉ trưa anh em ơi. Đi phao ghét không? Đi phao về nãy giờ chưa không học học luôn, giờ kính hôm nay chúng cho lôi luôn kìa. Cách tra con nữa quá, thật thiệt anh em. Đúng là bày tra con rồi. Trời ơi, bữa nay Mini Game chào chung không người ta, thiệt kiếm bày nào Mini Game mọi người. Thiệt tình luôn. Xuống vậy không khi nào giật được luôn. Mấy lần nãy giờ nhiều lần rồi trời. Phao mình ăn ngộ rồi ta. Chắc vô cái mát miếng rồi. Nắng quá nắng chịu nổi. Trời ơi, bưng cái dù lên trên đầu vậy mà nắng còn chịu không xiết nữa. Giờ vô cái mát nó mát vô nghỉ trong trong mát chiều ra thử đi. Không được tìm điểm khác. Mới di chuyển qua cái lỗ mới nè. Bữa nay chung đuối quá đuối mọi người ơi. Không cá chân di chuyển cho móc lỗ nhiều quá. Di chuyển điểm nhiều móc lỗ nhiều. Quýnh trống có, quýnh thấy lục bình có. Bữa nay bết nặng nề luôn. Nó. Trời ơi, ơ trời thắt lát. Trời ơi rồi. Quá đã fan ơi, cảm ơn fan nhiều. Buồn ngủ gặp chiếu manh mọi người. Trời ơi, thắt lát. Giờ chuyển vô lỗ về kiếm một hai con cá rô, cá tra nấp lùm được coi chứ giờ. Tình hình chiến sự căng lắm căng rồi. Nó. Cứ nhúng nhảy rồi im ru. Cắn cái phao, cái đẹp coi, đó, đẩy phao đứng. Đẩy phao đứng mà nằm. Lên hàng tầm nay mới chịu rồi nha, đen mung mùng mung luôn ạ. Đã nè, phê chứ. Rồi tiếp tục về điểm mọi người ơi. Bữa nay đắng quá đắng ơi, lỗ này có tim quá trời quá đất rồi. Giờ phút này mà chinh phục được con hai con nữa là cũng như kết thúc nha nè, chứ bết dữ lắm, bết rồi. Ơi, nó có dấu hiệu đó anh em ơi, có dấu hiệu đó anh em ơi. Ơi nhân ơi con bự, nhân ơi chạy em xíu nha anh Trúc. Rồi. Con này bự mọi người. Trời ơi, anh Trung anh lên con cá anh em ơi, con cá tra bự lắm. Trời ơi nè, anh em thấy, trời ơi coi có độc cần của ảnh nè anh em. Trời ơi, trời ơi, bự lắm. Ê, chắc kéo vợ của ta. Từ từ anh. Trời ơi, từ từ để em quay cái đọt cần anh cái. Trời ơi, coi cái đọt cần nè anh em. Khủng khiếp rồi anh em. Trời ơi, giờ chiều anh em đâu tôi được đẩy con này với ta. Nè anh em thấy con cá không? Để mình zoom lên. Trời ơi, con cá trà bá luôn. Trời ơi, con này chắc dằn ký chăng ơi. Trời ơi. Ở chiều mà thiệt anh em đâu tôi được đẩy con này nữa đấy ta.
anh em thấy con cá không? Bữa nay con cá chà bá lửa luôn anh. Anh kéo nhở, kéo nhở. Từ từ, để em tắt máy, để em tắt máy rồi em phụ anh. Đây. Rồi, em kéo nhở vô đây. Kéo thẳng luôn nha, kéo thẳng luôn. Đưa nhận cái, ok. Trời ơi. Đã anh em ơi, đã. Ơi ơi, giờ phút này mà con về nữa chết rồi. Khuy lắm mọi người ơi. Quá sướng. Đây, nhắn chạy lại phụ cho mọi người. Cả hết nói luôn. Hết nói luôn. Trời ơi, cái này là kêu 1 phút 89 phút bù giờ. Hết nói luôn anh em ơi. Được rồi anh em, nói chung là giờ nản không nản gì cũng vậy hết á. Bây giờ phút bù giờ bà đá vô được câu này thôi quá phép rồi. Trời ơi, đâu nhắn chạy lại cái rỉ càng phụ chung. Có mình chung à. Quá đã, giờ không lẽ quay hoài chứ giờ sướng quá sướng. Nó nhắn là gom đồ chuẩn bị nghỉ hết rồi mọi người. Chuẩn bị nghỉ anh em ơi. Ôi ơi, đuối quá đuối luôn. Thôi để anh gom ra rồi kêu anh em tổng kết luôn nha người. Ok. Báo cáo anh em xem, bữa nay chắc con này là cái con đầu đàn luôn quá. Quá đã. Quá mệt anh em ơi. Giờ là tầm 6 giờ. Đó, bây giờ chung với nhân hai anh em là gần. Trời ơi, tí chung là vừa chuẩn bị cũng cần luôn, chung nói là giờ bớt với lắm bớt rồi, chung rên như bữa nay chung rên chung chịu không nổi luôn mọi người. Bớt. Bữa nay nói chung là nhân thì bào được số có rô ở nái nái. Mà chung thì chợ thì chung đi kiếm cái tra, chung quằn cái tra không, quằn cái tra cuối cùng không có, quằn cái rô cũng không có cái rô luôn. Hình như có mấy con cái rô. Nhưng mà cuối cùng lại gỡ được nợ con này nè. Quá phê nha ơi. Để chìm okay. Chỉ camera mọi người. Nói chứ mình đi câu mà con nước nó về cũng hơi khó ăn anh em. Nhưng mà giống như mình thường quấn trong lỗ đi thì có xe lỗ ăn lỗ không. Còn anh em thì ít người nhiều. Hôm nay nhân thì tương đối cá nhân rô rất là ngon mọi người. Thấy chị mọi người thấy không? Tầm cái rô im không giỡn đâu. Nó có nhỏ có lớn nhưng mà không lẽ review bắt nhỏ phải bắt lớn chứ. Đây đây. Bắt hai con tay. Không lẽ gì bắt hai con tay đâu được rồi. Không nhưng mà cá này bây giờ bắt đại lên con luôn đây mọi người nha. Rồi nè, thò tay đại luôn nè. Nó là cũng vừa cá không à chứ không phải là nhỏ đâu. Đây. Im. Đây, tình hình rất là tình hình. Trời ơi, đâu mà cứu vậy trời. Liếp thùng luôn, qua thùng luôn. Mọi người mà cứ thấy con cá này mà nó ngoài cái đích thùng đó ha. Là trong đây chung còn cái con này chung quay không kịp anh em, chung quay chung dục cần máy á. Nó chung leo quay mấy con trong đó kìa mọi người. Nhân nãy dục cho chung con thắt lát nữa đó. Đó. Anh em mà dạng như thấy mà con cá cha mà để ngoài thùng này thì anh em đừng nói 1 ký nha, nó phải hơn 1 ký nha mọi người. Con này là phải hơn 1 ký chắc luôn. Tại vì cái thùng của chung là thùng 42. Anh 42. 42. Thùng chung thùng 42. Mà là 4 tắc 2 á. Đó. Thôi, quá sướng. Tổ cứu giờ cuối. Rồi, chúng chào tạm biệt cả nhà. Chúc con nhà xem Bravo nha. Bye bye nhân ơi. Bye cả nhà nha. Anh em mà cứ yêu mến kênh của chung thì đăng ký nhấn chuông, nhận được nhiều video của chung. Và anh em dạng như quan tâm tới cần câu Nhật Bản Nguyên Nhân thì anh em liên hệ tới cần câu Nhật Bản Nguyên Nhân nha. Đó, anh em cứ liên hệ trực tiếp cần câu Nhật Bản Nguyên Nhân hay hoặc lên Zalo, lên YouTube cần câu Nhật Bản Nguyên Nhân thì sẽ có. Đó, em Nhân thì chuyên bán những hàng Nhật Bản nha mọi người. Nhật Bản, cần câu Nhật Bản. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chung kết thúc clip. Còn em Thành đi tha phương cầu thật rồi, giờ chung không biết em Thành ở đâu nha mọi người. Không biết đâu luôn.